Dạ, xin chào cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Tài. Giờ này cũng là 15:40 rồi ạ. Thật sự là khán giả đến giờ này mà vẫn còn đông thì rất là quý, đúng không cô chú anh chị? À, quay cũng khá là nhiều video rồi, em cũng không còn biết nói gì hơn nữa. Ngoài cái tình cảm của khán giả gửi đến cậu Năm Vũ Linh đó thì không biết nói gì hơn nữa cả nhà. Nói thì cũng đã nói nhiều rồi, chỉ biết là cảm ơn khán giả, cảm ơn cô chú anh chị đã không quản ngại đường xá xa xôi, bỏ việc làm mình nhín úp chút một chút thời gian
đến viếng mộ của cậu Năm Vũ Linh cũng như là thắp hương hồi hướng. Từ lớn tuổi cho đến trẻ tuổi đều đến đây để thắp hương hồi hướng. Và em ấy cũng rất là lịch sự cả nhà, bỏ dép ra ngoài. Đó, đây. Rồi sau đó mang dép vô lại. Thì cũng rất là mong là cô chú anh chị xem được clip này thì coi như là cũng giống như em ấy ha, mình bỏ dép ra. Đây, cô đây cũng bỏ dép ra nè cả nhà. Đó, cô bỏ dép ra. Rồi cô đi vào để thắp hương hồi hướng cho cậu Năm Vũ Linh. Cả nhà thấy ở bên đó có một cái chậu bông hoa hồng rất là đẹp nè. Là hoa hồng này của một vị khán giả giấu tên được gửi đến cậu Năm Vũ Linh. Một lẵng hoa rất là đẹp luôn. Có người nói với con á là mộ của cậu Năm giống như là cái Đà Lạt thu nhỏ vậy á. Không biết có phải cái Đà Lạt cái gì, cái này cũng như là cái shop mà bán hoa đó. Cái shop bán hoa không à? Đủ loại hết, không có loại nào mà không có. Đây là cô nói sao chúng cái gì? Tuyệt vời quá. Shop bán hoa đó. Cái shop bán hoa. Vô cái chỗ bán là chỗ nào cái thứ nào cũng có. Loại nào đẹp xấu gì cũng có. Dạ. Dạ. Cái đó là tuyệt vời ha. Bác chưa thấy á. Bảy mấy tuổi chưa thấy đó nào hết. Mấy cái mộ mà 5-7 tỷ thì có. Hôm nay mà cô... đó là tiền người ta bỏ ra người ta làm. Dạ. Dạ. Dân chúng người ta ổng tình cảm không phải tình cảm của nhiều khán giả. Dạ. Thiệt á. Dạ. Bởi năm nay là bạn 7 mấy hả bà? 73 ha. Wow, phải nói là hồi nãy bà kia là 77 đúng không bà? 77 bánh sao thì bà không biết tôi. Dạ, nhưng mà là hai chị em ruột hay sao bà? Wow, tuyệt vời quá ha, đại gia đình mình hôm nay đến là con 7-8 người hả bà? Con của cô hả? Biết tuổi biết chứ mà hỏi tất ngang tao quên tao đâu nhớ. Dạ. Đây đây là bà. Bà mới dạ. Hỏi bà có bà nội bà ngoại. Dạ bà nội. Bà nội. Bà nội hả? Dạ. Wow, chào bà đẹp trai quá ha. Tại vì con tới ngang chưa biết bà ở đâu. Bà Bình Dương mình hả? Hóc Môn. Hóc Môn dạ. Ở Bầu Thiệu Chí Minh. Nguyễn Hóc Môn. Em dạ. Em trai là em còn học không? Em đang học. Học đại học hay là em đang học đại học. Đại học khoa năm mấy em? Em mới học năm 2. Năm 2 ha, tuyệt vời ha. Rồi. Ok, cho em một người đó là một cháu trai của bà phải nói là rất là tuyệt vời. Nằm ở nhà nhiều khi nói chồng trời hoài mấy đứa nhỏ mà đi cũng dạ. Đông. Dạ. Bà, cho con nghĩ cho con hỏi là chắc là cả gia đình bà là đều yêu mến cậu Năm Vũ Linh phải không bà? Thì ai cũng thích hết, nhưng mà coi tối ngày là con nó đi làm nó đông quá, thỉnh thoảng nó coi thôi cũng bằng mình dạ. Coi tối ngày luôn. Dạ đúng rồi. Dạ. Bà em là fan ruột. Vậy em có phải là fan ruột không? Hồi nãy bà nói là giống như một cái shop bán hoa vậy hả? Có rất nhiều hoa. Thôi giờ bà thấy con người thị nào cũng bắt em là fan ruột đúng không? Cô chưa thấy bà là fan ruột, em là fan cứng ha. Chất lượng ha. Dạ. Trong đời là 2 ngày sau là im liền chứ đâu có như vậy được. Dạ. Hôm nay là ngày thứ 57 á. Hôm nay là hồi em là theo dõi từng ngày luôn hả? Em theo dõi từng ngày luôn hả? Em thôi. Wow. Còn em thì thời gian đi học. Em còn đi học. Con người có sống như thế nào mà được như vậy chứ đâu phải người muốn đâu mà được. Thôi bà qua đây luôn đi bà. Biết. Dạ. Qua đây đi con ghi hình làm kỷ niệm. Dạ. Trời ơi. Bà hướng mấy bà? Thương anh thương em. Bà hướng mấy? Bà hướng hai hướng ba ha. Dạ. Mà nãy là bà nói con là bà. Dạ, bà 77 đúng không bà? 75 còn bà 73 ha. Dạ. Tuyệt vời quá. Thương cha thương mẹ nhất mà nhất là đi đâu cũng phải về với cha với mẹ chứ không bao giờ con nghe nào nói mà bữa mà nhớ cầu siêu á dạ. Cầu siêu mà đứa nào đọc cái câu thơ rồi khi mà khóc mà không đọc được bao nhiêu cũng khóc luôn dạ. Không biết đứa nào tôi quên rồi đứa nào mà đọc cái thơ con giờ cũng bỏ cha bỏ mẹ con phải con đi làm trong đây rồi con không có về được con khóc con không nói nữa dạ. Vậy là hai bà ở nhà đều là coi cô Năm Vũ Linh suốt luôn hả dạ. Kế bên luôn, hai bà ở kế bên luôn. Dạ, tuyệt vời quá. Con biết hơn hồi đó bác khổ lắm khổ. Dạ. Sự thật bác khổ lắm. Không dạ. Phải ở đâu mà giờ đó thì hai cô ở tại đó sướng rồi. Dạ. Dạ. Không kêu đi hoài nè mà. Dạ kêu rồi. Tại vì bác em ra tuyệt vời quá. Nay có ngày rảnh nên giờ. Thấy đông quá mệt bác không có được. Dạ. Dạ.
Rồi, thôi con cảm ơn hai bà rất là nhiều nha. Con chúc cho hai bà cũng như là đại gia đình của mình á luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Dạ, xong xuôi rồi. Cho mấy người giáo hội cho ngoài người bắt đầu nguyện cho chú Linh nó quen rồi. Tại vì nó nhỏ tuổi người ta mà. Đúng rồi, nhỏ hơn. Thế tao mới nói là cầu nguyện cho chị dạy dỗ mấy em mấy cháu mày á, cháu mày nó sung túc nha, nó đừng có cây gỗ cho như em dạy em anh vậy đó. Dạ, đó là một cái truyền thống của nó là rất là giá trị. Đừng có dạ. Anh em mà đừng có tháo đồn nhau chứ mà gây gỗ là bắt dạ. Mà khóc không có dạ. Cái nhà đúng vậy đó. Nói chung ở nhà gia đình mà hòa thuận thì phải nói là rất là hạnh phúc nha bà. Con dạ. Nào đứa nào mẹ cha mẹ nào con mạnh đứa nào lấy kiếm tiền sống dạ. Mà đứa nào sống được cái gì mất mừng cái đó mà đừng có như thế nào chứ không có giúp đỡ nhau anh dạ. Em này rất là vui vẻ với nhau lắm dạ. Bây giờ chạy cọ hết đắp rất mừng như đó bởi rất nhiều lên mất gan giấy nó là phù hộ cho bác dạy dỗ mấy đứa cháu này vậy thôi với lại bác thương nó là thương cha thương mẹ thương anh thương dân gì cũng bà đồng đồng bào cô bác ai cũng cho tiền bác con coi biết mà nó do này do người kia mà không cần cái chuyện gì đó cái đó là một cái đền ơn hay là báo đáp gia đình mà hạnh phúc phát triển giàu mạnh ít có người như vậy lắm thôi bởi giờ sống ở tôi nói trồng cây nào thì ăn cái trái nấy đúng rồi trồng cam thì trên cam mới ra thành nó có nghĩ thương rồi lên thanh nó vậy rất là quý bà ai thì gọi ta cho mình đồng gia đình người chết sao mà kêu mấy nhỏ nói là con trai người chết sao mà sống sao mà nó chết như vậy con thấy dễ gì có ai mà được như vậy đâu con ơi. Yêu mến cậu rất là nhiều. Nói là sao nữa? Có đức con là... thấy ta rủ nó đi nước ngoài chậm cương á, nó nói đi làm ăn là về chứ không bao giờ bỏ quê hương cái tổ thương tổ. Con người nói như đó bắt em bắt đau lòng khóc bắt mặt thương đó đó mát lòng mát dạ đó thành ra bác cũng nghĩ vậy đi đâu là đi đừng bỏ cha bỏ mẹ bỏ quê hương tổ cha mẹ mình nằm đó mình bỏ đi không có được mình bỏ đi tao nói là bác thương rồi bác dạ thôi bà em thôi ăn thôi tụi con cảm ơn bà hai bà rất là nhiều ha cảm ơn đại gia đình rất là nhiều đã dành thời gian để nhà bắt lên sáng quay sáng trưa trưa chiều chiều cái nào cũng quan hai bà em nói nhiều dạ thì nãy giờ cũng có mấy anh em quay chung cũng hỏi những câu hỏi cần hỏi và những cái cần nói hay cô chú anh chị em thì em cũng không biết hỏi gì nhiều hơn nữa. Thì thật sự em chỉ muốn chia sẻ cho cô chú anh chị quay cho chia sẻ cho cả nhà mình thấy là đến giờ này cũng gần 5 giờ rồi 4 giờ mấy 5 giờ rồi mà khán giả đến còn rất là đông khán giả yêu mến cậu Năm Vũ Linh rất là nhiều ở những nơi xa xôi ở những nơi xa xôi mà vẫn đến viếng mộ cậu Năm Vũ Linh cả nhà thì cái đó là một điều rất là quý rất là trân trọng những khán giả như thế này. Đó, thì, cô bây giờ dạ. Không cho đi má lên nó mệt không có ai đi theo má mà. Dạ. Cô bị tim hả cô bác? Đang uống thuốc ngã mới giờ mới được xuất viện về mới có dạ. Là mình gắng cố gắng giữ gìn sức khỏe uống thuốc đều đặn nha. Con thì không có đi bây giờ nằm vài nay đi trong nó rủ đi vẫn có tụi nó á. Dạ. Có mệt gì có. Ừ. Bà chuẩn bị khăn giấy sẵn lau hình cho cậu Năm. Làm chi nữa con? Lau bên kia nữa. Ủa? Khăn. Lau hình chi nữa. Cái khăn giấy. À, thật sự rất là quý luôn. Dạ. Đừng bỏ nhà vừa đi. Theo nó chặn má lên mà đừng khóc nha. Khóc cái gì con. Dạ. Dạ. Dạ rồi thì có lẽ là em xin tạm dừng cái video này ở đây nữa nha cả nhà. Để hẹn cô chú anh chị mình ở những video tiếp theo. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ạ.
đâu chú ơi.